Tiểu sử ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi. Thanh Bùi sinh năm 1983, tên đầy đủ là Bùi Vũ Thanh. Anh là một ca sĩ người Úc gốc Việt, thuộc dòng nhạc trẻ, nhạc hải ngoại. Ngoài ra, anh cũng tham gia viết nhạc. Anh nổi lên và được rất nhiều người biết đến khi là người Việt lọt top 8 cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc năm 2008. Ngoài ra, anh còn là hiệu trưởng của học viện âm nhạc mang tên Seoul Academy tại thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các môn về thanh nhạc, piano, guitar, violon, trống, nhảy và nhiều thể loại âm nhạc khác. Cha mẹ Thanh Bùi là người Việt Nam sang định cư tại Úc vào năm 1982. Thanh Bùi được sinh ra vào ngày 12 tháng 1 năm 1983. Năm lên 10 tuổi, Thanh Bùi đã bắt đầu được đào tạo bài bản về thanh nhạc và đàn piano. Anh tìm được đam mê của mình sau khi xem buổi trình diễn của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson tại giải Grammy năm 1990. Sau đó, anh quyết tâm theo đuổi âm nhạc và để được theo học âm nhạc tại Úc là một sự đầu tư rất lớn. Năm 2000, anh học tốt nghiệp trung học tại Melbourne High School. Khi chuyển tiếp lên đại học, Thanh Bùi được nhận suất học bổng toàn phần chuyên ngành cử nhân thương mại điện toán tại Đại học Swinburne. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân loại giỏi, nhưng Thanh Bùi quyết định chính thức bước vào lĩnh vực nghệ thuật nhờ vào lời khuyên của cha mẹ. Mỗi người chỉ sống một lần thôi, nên con hãy làm theo những gì con tim mách bảo. Và sự ủng hộ hết mình từ phía gia đình, năm 2004, Thanh Bùi chính thức bước vào con đường nghệ thuật và bắt đầu bằng việc anh tham gia vào ban nhạc nốt gồm 4 thành viên. Trải qua thời niên thiếu ở ban nhạc nốt với 2 album thành công nhất định, đã góp phần tạo nên 3 bài hit ở Thái Lan và Indonesia, đồng thời lọt top 2 bảng xếp hạng danh giá của quốc gia như Malaysia, Singapore, Philippines. Chính điều này đã giúp Thanh Bùi có được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả trên khắp mọi nơi tại châu Á. Sau khi tách khỏi ban nhạc nốt vào năm 2006, Thanh Bùi tiếp tục con đường âm nhạc của mình bằng công việc sáng tác. Anh là tác giả của hơn 600 ca khúc và các sáng tác của anh đều được đón nhận rộng rãi, không chỉ ở Úc mà còn các thị trường khác như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2008, anh quyết định trở lại sân khấu và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình bằng việc hát solo. Danh hiệu top 8 cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc là một bước đột phá trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Anh cũng là người châu Á đầu tiên tại Úc vào đến vòng này. Australia Idol là khởi đầu cho một chương mới trong sự nghiệp của anh. Tháng 4 năm 2009, Thanh Bùi góp mặt trên sân khấu Pacific by Night số 96 của Trung tâm Thúy Nga. Tại đây anh trình bày nhạc phẩm do chính anh sáng tác như Gương Thần, ca khúc ABBA. Pacific by Night đã góp phần đưa Thanh Bùi đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Năm 2010, Thanh Bùi ra mắt single đầu tiên tại Việt Nam mang tên Lặng Thầm Một Tình Yêu, song ca cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Và ca khúc này đã được chọn là ca khúc nhạc nền trong phim Để Mai Tính ngày 24 tháng 4 năm 2010. Thanh Bùi đã tổ chức show diễn đầu tiên tại Việt Nam mang tên Thanh Bùi Villa FB với những khách mời đặc biệt như nhà sản xuất nhạc Dương Khắc Linh, nghệ sĩ piano Vân Anh Nguyễn, ca sĩ Thảo Trang. Cuối tháng 7 năm 2010, Thanh Bùi đã tổ chức show diễn thứ hai tại Việt Nam cùng với ca sĩ piano Vân Anh Nguyễn được mang tên Love Here 2010. Trong đêm diễn, Thanh Bùi đã đem đấu giá một mặt dây chuyền có đính 16 viên kim cương. Toàn bộ số tiền bán vé và đấu giá đã quyên góp vào quỹ từ thiện xây bệnh xá cho người nghèo tại tỉnh Bến Tre. Năm 2013, Thanh Bùi tham gia chương trình Hát Vì Môi Trường, đêm nhạc 350 cùng các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Chiến dịch Bioship Năng Lượng Chuyển Hóa với thông điệp Năng Lượng Sạch Cho Hành Tinh Xanh. Đầu năm 2013, Thanh Bùi và người cộng sự lâu năm là nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã có chuyến đi đến Đức, gặp gỡ những nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới và thu hút được nhiều thành công từ chuyến đi này.